mới đây tại thành phố vũng tàu xuất hiện một nhóm chín người mặc đồ lính chiến tụ tập đánh trận với nhiều súng khiến người dân hoang mang và lo lắng cơ quan chức năng kịp thời đến hiện trường mời cả nhóm về làm việc thu giữ nhiều súng bán đạn nhựa đây là một loại đồ chơi nguy hiểm bị cấm sử dụng Sáng ngày 10 tháng 4, tổ công tác đồn biên phòng Lâm Sơn, bộ đội biên phòng Bà Rịa Vũng Tàu phát hiện chín người ngủ tại các địa phương Bà Rịa Vũng Tàu, thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Quảng Bình, mang theo 14 khẩu súng bắn đạn nhựa và một số trang bị khác tụ tập để đánh trận giả tại thôn Rạch Già, xã Long Sơn, thành phố Vũng Tàu. Ngoài các khẩu súng bắn đạn nhựa, cả nhóm còn mặc đồ như lính chiến. Qua điều tra xác minh ban đầu, nhóm này khai nhận các khẩu súng trên được mua từng bộ phận thông qua mạng Internet rồi lắp ráp lại với nhau. Nhóm này hẹn nhau mang theo súng đã lắp đến xã Long Sơn để đánh trận giả, thỏa mãn sở thích cá nhân, rồi quay phim, chụp hình lại. Căn cứ hành vi vi phạm, đồn biên phòng Long Sơn đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với 9 người có súng bắn đạn nhựa về hành vi sử dụng các loại đồ chơi nguy hiểm bị cấm. Số tăng vật này đã bị thu giữ để phục vụ công tác điều tra hiện vụ việc được công an thành phố vũng tàu tiếp nhận tiếp tục xử lý theo quy định